nhảy. Chạy. Hả? Chạy nhà. Mừng! Chạy! Phương! Chạy Phương ơi, chạy, đẻ lên! Chạy gì? Đánh chạy gì? Trời ơi, cháy nhà, chạy đẻ lên, con nghe tiếng gọi hú hay sao? Chạy nhà hả? Chạy đẻ lên! Nhanh lên! Con không biết đó. Nhanh lên! Cái gì vậy? Phương, làm gì vậy? Đợi hả? Anh chết con game bây giờ! Trời ơi, bây giờ con game chết rồi, làm mày chết! Hả? Con ngồi chạy lên đây rồi sao? Đẻ lên! Xong xuống nè! Đẻ lên! Chạy! Đâu? Nhà mình không có. Đâu? Trời ơi! Chạy! Trời ơi! Chạy nhà mà coi cái gì? Mừng! Trời ơi! Đi kêu nó về lại lên anh! Thằng này quýnh nó một trận mới được. Nè! Đừng có đánh nó chưa? Mừng! Trời đất ơi! Sao rồi? Dạ! Cháy nhà dưới kia kìa, nhưng mà người ta dập được rồi mẹ. Được rồi hả? Dạ. Hết hồn hết vía hả? Ba con còn đứng coi đặng á. Trời đất ơi, dập được rồi còn con cái gì nữa. Đi lên chạy đi kêu ba về, nhanh lên. Dạ, con đừng có kêu, ba nhiều chuyện quá vậy. Ba ơi! Ba! Ủa, nghe cháy nhà rồi ba đâu ta? Ủa, ba hả? Dạ. Có khi nào ba đang đứng đặng coi không? Em nghi lắm á. Hai, để con đi cho. Đi, rồi đặng, kêu ông nội về luôn. Trời ơi, cái nhà này sao đàn ông nhiều chuyện thấy sợ luôn vậy đó. Thôi đi vô mẹ ơi. Hoài, bà đi đâu rồi trời? Ủa, trời đất ơi, bà ơi, tất cả trong nhà này mất tiêu trơn trời trời. Thôi trời ơi, mai là không sao hết. Cái gì vậy? Mừng ghê luôn á mẹ. Đi đâu về vậy? Ủa, nãy giờ ông đâu? Ngủ chứ đâu. Trời ơi, cháy nhà mà. Cháy đâu? Nhưng mà vì dập tắt cháy đằng kia mà dập tắt rồi. Ủa, tôi tưởng nãy giờ ông đi lề đằng đó ông coi chứ. Ủa, chuyện ngộ vậy? Sao cái nhà cháy mà không ai kêu tôi vậy? Hả? Tôi tưởng đâu ba đằng đẳng. Ba đằng đó hả? Bà đi đánh chiếc bò cho con à. Cái gì đó? Đi đánh con. Hả? Hả? Không đánh mày hả? Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Còn với cái mất dạng. Cái gì con vậy? Thì hồi nãy đó mẹ kêu tụi con tới kêu ba về. Đằng cháy đằng kia chứ. Người ta dập tắt đám cháy mà vẫn đứng nói chuyện với mấy anh cứu quả hoài à. Tào lao cứu quả đâu? Tao nói chuyện với lại con và chủ nhà, tao hỏi tại sao nhà mày cháy. Chưa kịp trả lời, 1, 2, 2 thằng con trai kéo về. Thôi đi. Nghe tôi hỏi nè, tại sao nhà cháy mà không ai kêu tôi? Trời ơi, con có biết đâu ba, con cái nhà người ta cháy, con chưa biết nguyên nhân tại sao nữa. Tại sao con không kêu ba? Rồi ba chết cháy sao? Trời ơi, con đâu có biết ba, con la lên từ phòng con la cháy nhà, con la lên tới chỗ thằng Phúc. Con kêu con giết Phúc chạy luôn rồi, đâu có biết đâu. Phải biết chứ, không thấy cha mình phải quan tâm chứ. Con nghĩ là ba có mẹ, tại vì khi mà biết cháy nhà là mẹ phải nhắc ba, người này nhắc người kia, một mình con làm sao con nhắc hết nguyên cả nhà được ba. Ê, mình là có trai trưởng trong nhà, mình phải lo có cha mình sao, còn không xứng đáng là có trai trưởng trong nhà này nữa. Kể từ hôm nay, lột cái áo số 2 ra, không cho mặt nữa, đuổi ra khỏi gia đình này. Trời ơi, ba tính kỹ rồi đi. Tự nhiên ta thường là 1, 2, 3, 4, 5, giờ chị tự nhiên giờ 1, 2 bỏ số 2 còn 1, 3, 4, 5. Ba có đánh rơi nhịp nào không? Chết. Ba, sao anh hạnh sướng với ba? Sướng hả? Ăn nói cái gì á? Con cũng vậy đó. Thằng con trai trưởng á, nó không làm được thì con cũng phải làm chứ. Không ai biết bảo vệ ba hết là sao? Nhưng mà lúc đó ba đang làm gì? Ngủ. Ta nằm mơ, thấy đang bi bơi, tự thấy nóng quá, giật mình dậy, xuống đây, không thấy ai hết. Mà ngủ mà, đâu phải lỗi con đâu, con la thất thanh. Thôi ông ơi, la cái gì vậy, đám cháy đã xong rồi, cái gì tự nhiên. Ba, cái gì nữa, bà nói cái gì? Cái gì vậy? Một người vợ, đầu ấp tay gối với châm. Mà cái hoạn nạn như vậy, cháy vậy, không kêu chồng, để chồng chết cháy, lấy chồng khác hả? Hả? Nó bị bạn ông, nó tốt, tôi đang ở dưới bếp, thì cho cháy chạy, tôi tưởng ông chạy đặng, đám cháy coi ai biết đâu. Mà hai thằng cháu nội không vậy, cũng không biết là ông nội sao, rồi bỏ đi coi đám cháy này, mà dục. Trời ơi, dồn quá dồn lại. Một lát là thật. Cái gì quýnh con kìa bà? Bà con kìa. Thôi bà. Bà giết con luôn đi. Ông bé. Trời ơi, tính nó quýnh nhỏ là sao ông bé?
Chú ơi, 10 giờ tôi chú chưa mở cửa đó chú ơi, chú Phúc. Đến hẹn lại lên rồi Phúc. Trời ơi, cái gì cái móc đâu rồi? Bây giờ chú ơi. Vô. Vô rồi. Ôi, chú chơi game kìa. Ôi, con chú mạnh vậy. Quay đi, quay đi, quay đi, quay đi. Phúc chơi gì đừng vậy con, Phúc? Đừng, cua bây giờ, thằng này. Thôi, cái thằng Mẫn này. Đi ra, cua bây giờ. Chỗ chú Phúc đang làm công chuyện. Anh này. Cái gì vậy? Anh này, cua bây giờ, đó thấy chưa? Trời ơi, nó quýnh game thôi mà làm căng thẳng vậy. Ghê thiệt luôn á. Giờ em lậm cái chuyện này luôn hả? Em nói với hai rồi, đừng có kêu game với em mà. Giới thiệu game cho em để em nhận à. Trời ơi, thì hồi xưa anh chơi mày cũng la anh đó. Mày phá anh. Đâu có, hồi xưa em chưa có biết. Giờ chắc chơi rồ lắm rồi hả? Đó, giờ lên nè. Bắt gì rồi, bắt gì lắm được. Tui bây giờ, trời ơi, trời ơi, quá. Tui bây giờ trời. Trời đất ơi, cái gì bịt mắt thôi mà làm như là đâm nó vậy đó, nó la. Đánh kìa. Căng thẳng quá. Sao trời ơi. Ủa trời, luôn sao sao. Anh hai kỳ quá. Chết 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 kìa chú, chết kìa. Cái gì, ngày xưa mày giết chết một con game anh mày nhớ không? Thôi thua luôn rồi, thôi đóng lại luôn chú ơi. Đi đâu rồi. Thôi đây đây, được rồi, được rồi, được rồi. Ê rồi. Nè Mẫn, ở lại chỉ chú Phúc chơi game đi. Chơi vậy mà. Thì chui ra chung. Ôi. Trời ơi, con ra con ra. Mà con nói chú nè, cái con đó của chú cùi lắm, liệu con khác đi. Cùi đâu con. Chịu thông chú vô luôn. Ba không. Thu của ta rồi. Thiệt tình. Tụi này cấm ra luôn. Cả nhà ơi, xuống đi, ông chờ hơi lâu rồi. Ủa, Long Văn Trực, tới nào vậy? Mới tới. Bà ơi, hôm nay cơm hơi khô, đồ ăn hơi khô, không có canh hả bà? Có, bưng lên liền đây. Dạ. Dạ, chào ông nội, chào mẹ. Đây đây, coi chừng nước rồi. Ủa, một phút đông đâu không xuống ăn cơm? Chơi game rồi mẹ ơi, chơi game trên lầu rồi. Bà. Chơi game gì, không đói bụng hả? Game thủ là không bao giờ biết đói bụng hết á. Trời đất. Hết biết rồi. Ba cho con mượn chén nước tương nghe ba. Không. Ủa sao vậy ba? Đồ mất hiếu. Không lo lắng gì tới sinh mạng của cha mà. Giờ còn xin nước tương nữa. Tự nhiên không cứu mạng ba giờ không được ăn nước tương hả? Ba thôi mà đừng có giận con mà. Thôi được rồi, mấy mốt trong nhà mà lỡ có trái hay quả quạn gì đó là con cứu ba đầu tiên. Dẹp đi mất hiếu. Thử hỏi nè. Trong một vương quốc nó xảy ra một chuyện tai nạn thì người được ưu tiên cứu lại dạ là đức vua. Chính xác. Ở trong nhà này ai là đức vua nói coi. À, cái này con biết rồi nội, đó chính là mẹ Hoàng Anh của con. Trời đất ơi, mẹ con lớn hơn cả ông nội luôn hả? Nói lại ai. Dạ thưa nội, trong nhà này ông nội là đức vua, còn ba là thái giám. Chính xác. Bởi vì bây giờ tại sao ông mới biết rằng con là học sinh giỏi của trường? Cảm ơn nội. Người được ưu tiên cứu là đức vua chứ. Thái giám bỏ chạy đi, bể đức vua cô đơn chết sao? Ba, thôi ba cũng đừng có buồn nữa. Tại vì á, không phải là mọi người không quan tâm ba đâu. Lúc đó tưởng đâu là ba đi ra ngoài rồi, cho nên mọi người không thôi, mà đức vua thông cảm cho thái giám. Thái giám là trái trái rồi, con mình dung ma ma chạy ra thôi. Dẹp đi. Là con bất hiếu nhất. Bất hiếu thứ tự. Anh đi.